Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, Liên đội Trường Tiểu học Thái Đào, huyện Lạng Giang đã xây dựng chương trình phát thanh măng non để nêu cao trách nhiệm của tuổi nhỏ, rèn luyện kỹ năng sống, biết yêu thương, chia sẻ, ghi nhớ công lao dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, thầy cô của các bạn học sinh. Đúng 8 giờ 30 phút sáng thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, phòng thu thanh của Liên đội Trường Tiểu học Thái Đào lại vang lên giọng phát thanh trong trẻo của người dẫn chương trình. Đây là chương trình phát thanh măng non. Khúc nhạc hiệu vừa dứt, đông đảo các bạn học sinh trong trường lặng yên, chăm chú lắng nghe từ phần điểm tin cho tới những bài cảm nhận đặc biệt của học sinh. Chương trình phát thanh măng non của Trường Tiểu học Thái Đào luôn nhận được sự ủng hộ, nhiệt tình của nhiều thính giả là lớp thế hệ học sinh của trường. Nội dung chương trình khá phong phú, diễn ra theo hệ thống các chuỗi sự kiện và phát theo chủ đề của từng tháng. Mở đầu là phần bản tin măng non với những tin tức hoạt động của hội đồng đội trong toàn tỉnh, đến các mục điểm báo, thông điệp măng non và phần quà tặng cuộc sống là những câu chuyện về lòng hiếu thảo của các bạn đội viên đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, hay có thể là những tâm tư, suy nghĩ của các em về cảm xúc tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Qua những bài cảm nhận khác nhau, mỗi học sinh tự rút ra bài học cho mình để từ đó tạo động lực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức, xứng đáng là lớp thế hệ măng non. Trong năm học 2018-2019, thì Liên đội tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phát thanh măng non, duy trì mỗi tháng một chương trình với nhiều cái chuyên mục theo từng chủ đề, chủ điểm của từng tháng. Qua đó thì đã nâng cao cái hiệu quả hoạt động của đội tuyên truyền măng non qua việc triển khai đến các em thiếu nhi những cái thông tin mới nhất về pháp luật, về các chương trình, các phong trào, các hoạt động và những cái sự kiện của tổ chức đoàn đội, đồng thời tuyên truyền giáo dục đến các em thiếu nhi hiểu biết về ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung chương trình phát thanh măng non được Liên đội trường chuẩn bị thông qua tổng phụ trách đội trường duyệt, sau đó gửi đến thành viên trong ban phát thanh măng non tìm hiểu, đọc nháp, góp phần hạn chế sai sót khi phát sóng trực tiếp. Liên đội trường thường xuyên tổ chức các cuộc tham quan thực tế, tìm hiểu về nhân vật lịch sử, truyền thống anh hùng, các khu di tích lịch sử, văn hóa trong và ngoài huyện, nhằm giúp các phát thanh viên cảm nhận, truyền tải đến học sinh một cách dễ dàng, có chiều sâu. Nhờ vậy, chương trình thực sự đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các bạn học sinh của trường Tiểu học Thái Đào. Khi mà làm chương trình phát thanh măng non này thì em cảm thấy rất vui vì các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin và em thể hiện được sở thích của mình là làm dẫn chương trình. Em đã thu thập được những bản tin hay và phong phú để viết bài ra để cho các bạn nghe bản tin. Qua những bản tin đấy, các bạn có thể hiểu về những lịch sử và của trường và của địa phương, quê hương. Việc xây dựng tổ chức thường xuyên chương trình phát thanh măng non trong liên đội các trường đã góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh về tình yêu thương, chia sẻ, ghi nhớ, công lao dạy bảo, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, thầy cô. Đây còn là chiếc cầu nối xây dựng tình cảm thầy trò, bạn bè trong trường, góp phần tích cực xây dựng trường học thân thiện. Hết lòng phục vụ nhân dân, dũng cảm trong chiến đấu.